Đồ ăn trong thế giới Pokemon là một chủ đề khá nhạy cảm, bởi vì không ai muốn nghĩ về việc một thế giới đặt tôn chỉ làm bạn đồng hành và cùng chiến đấu bên cạnh những Pokemon lại đem chúng ra làm đồ ăn. Nhưng nếu như thật sự Pokemon là động vật trong thế giới đó mà không ăn chúng thì ăn cái gì? Thậm chí cả thực vật ở đây cũng có thể là Pokemon nốt. Trong những thế hệ trước đây có khá nhiều Pokemon đã được đề cập là có vị ngon và được con người tiêu thụ, ví dụ như thịt của Farfetch hay là đuôi của Slowpoke. Cho đến Gen 9 này thì có vẻ nhà làm game đã không còn e ngại nữa mà chơi tới bến luôn. Quá trời Pokemon được sử dụng để chế biến thực phẩm, nhưng đa số là không trực tiếp gây hại cho chúng. Và trong video này, anh em mình hãy cùng điểm qua những Pokemon như vậy nhé. Gia đình nhà Smoliv, Dolif và Aboliva là những Pokemon được tạo ra với nguồn ý tưởng từ những quả ô liu căng mọng, giàu chất béo. Nếu như ở ngoài đời người ta thường dùng ô liu để chiết xuất dầu ăn, thì trong thế giới Pokemon, hay cụ thể hơn là ở vùng Baldia, dầu của Dolif và Aboliva tiết ra từ lâu cũng đã được con người tận dụng để chế biến thực phẩm. Còn dầu của Smoliv thì quá đắng nên không ai ăn được. Loại dầu này là thành phẩm của sự chuyển hóa chất dinh dưỡng sau quá trình quang hợp và nó được dự trữ trong quả mọng ở trên đầu. Nhờ vào đó mà gia đình Pokemon này có thể sống được cả tuần không cần ăn uống mà vẫn không lo bị thiếu năng lượng. Từ thời xa xưa, Dolif đã sống cùng với con người, chia sẻ loại dầu thơm ngon, tươi mát của nó với họ. Nó thích tắm mình dưới ánh nắng mặt trời cho đến khi quả trên đầu của nó chín mọng. Còn Aboliva cũng luôn sẵn lòng chia sẻ lượng dầu nhiều dinh dưỡng của mình với các Pokemon yếu ớt. Tuy có bản tính vô cùng nhân hậu, nhưng Pokemon này cũng không ngại ngần dùng tinh dầu của mình để tấn công những kẻ đe dọa nó. Nếu như tinh dầu mà Smoliv tiết ra có vị đắng và làm cho đối thủ chùn bước, thì tinh dầu mà Aboliva phóng ra sẽ có lực đủ mạnh để phá vỡ cả một tảng đá. Tương tự như gia đình nhà Smoliv, chú cún con Fido cùng với dạng tiền hóa của nó là Dexban cũng đã được người dân bản địa quan tâm và bảo vệ từ xa xưa. Nguyên nhân là trong hơi thở của Fido có chứa một loại men mà theo các chuyên gia ẩm thực thì rất có lợi cho quá trình lên men thực phẩm. Khi mà Fido tiến hóa thành Dexban thì cơ thể của nó tỏa ra mùi thơm rất dễ chịu và đặc biệt ngon miệng. Mùi thơm này rất có ích trong việc giúp lúa mì phát triển tốt tươi. Cũng chính vì lý do đó mà loài Dexban rất được các nông gia ở vùng Paldia trân trọng. Thông tin của Pokédex ghi nhận rằng da của Fido rất mềm mịn và ẩm khi chạm vào, trong khi bề mặt da của Dexban sẽ cứng lại nếu như tiếp xúc với nhiệt độ cao, vì nó là bánh nướng mà. Tính chất này cũng được thể hiện qua đặc tính độc quyền của Dexban là cơ thể nướng kỹ, sẽ tăng thêm khả năng phòng thủ khi nó bị tấn công bởi một chiêu thức hệ lửa. Không rõ là để tiến hóa con Pokemon này thì có ai đem nó đi nướng không nhỉ? Toscu và Toscuro là hai Pokemon được thiết kế theo hiện tượng tiến hóa hội tụ. Thoạt nhìn thì trông chúng giống như có họ với loài Pokemon sứa là Tentacu và Tentacruel, nhưng thật ra thì chúng là hai dạng sinh vật hoàn toàn riêng biệt. Cụ thể thì Toscu và Toscuro là mộc nhĩ. Trong tiếng Nhật thì mộc nhĩ là Kikurage, còn con sứa là Kurage, nên chúng ta sẽ có hai gia đình liên hệ với nhau hoàn toàn qua việc chơi chữ. Vì là nấm cho nên những sản phẩm mà Toscu và Toscuro tạo ra cũng rất được giới ẩm thực ưa chuộng. Cụ thể hơn thì những mảnh cơ thể ở hai bên vạt sườn chúng đôi khi sẽ rụng ra. Những dư thừa phẩm này dĩ nhiên chúng nó sẽ không cần nữa, cơ mà lại rất được con người săn đón bởi vì nó có vị thơm ngon và dai dai khi ăn. Đây cũng là nguyên liệu không thể thiếu để chế biến món Toscu muối chua đặc sản được bán ở trong những nhà hàng. Gia đình nhà Pokemon này thường sinh sống ở sâu trong những khu rừng tối tăm. Chúng lại rất là ghét gặp người lạ, thậm chí có thể chạy với vận tốc 50 km/h, cho nên có lẽ việc tìm kiếm chúng sẽ khá là vất vả. Nakli, Nakostack và Gaganakko là những Pokemon đá muối được sinh ra từ lớp đá muối sâu dưới lòng đất. Nếu như anh em để ý thì trong tên của chúng cũng có công thức hóa học của muối ăn là NaCl. Vì dòng họ nhà Nakli được cấu thành bởi muối, cho nên những gì liên quan đến chúng cũng không thoát khỏi quan hệ với loại gia vị này. Được biết, vì muối mà những Pokemon này tạo ra rất giàu khoáng chất, nên từ xa xưa chúng đã rất được người dân ở Paldia trân quý và bảo vệ. Muối của chúng được dùng cho tất cả các món ăn, thậm chí cả kem. Bên cạnh đó, Nakli có thể liên tục tạo ra và bổ sung lượng muối trên cơ thể mình, kiểu như một nguồn khoáng sản có thể khai thác vô tận, không bao giờ cạn kiệt.
Sau khi tiến hóa thành Nacostech, nó sẽ có khả năng nén và bắn ra những viên muối cứng với lực có thể xuyên thủng những tấm sắt để tấn công con mồi. Sau đó nó sẽ rắc muối lên nạn nhân để ướp và hút hết nước ra khỏi cơ thể chúng trước khi tiêu thụ. Dạng tiến hóa cuối cùng là Garganacle còn có thêm một công dụng nữa, đó là chữa lành vết thương cho những Pokemon khác bằng cách rải một ít muối có chứa dược tính lên Pokemon bị thương, giúp vết thương mau chóng lành lại hơn. Rất nhiều Pokemon hoang dã cũng sẽ đi theo, tụ tập xung quanh những con Garganacle, hy vọng có thể tranh thủ liếm một chút muối trên cơ thể chúng. Hãy tưởng tượng anh em đang cố gắng sống một ngày bình thường và cứ có mấy ông đi theo thỉnh thoảng liếm trộm phát, nghe thôi đã thấy khó chịu rồi. Capsakid và Scorvillain chính là cứu tinh cho những anh em thuộc team ăn cay nếu chẳng may xuyên không đến vùng Paldia, bởi vì chúng vốn được thiết kế dựa trên trái ớt, không những vậy còn là loài ớt habanero cay nhất thế giới. Khi chế biến những món ăn truyền thống, người dân của vùng Paldia đã vô cùng khéo léo tận dụng những chiếc răng bị rụng ra của mấy quả ớt di động này, giống như một loại phụ gia để tạo vị cay khủng khiếp cho các món ăn. Pokédex cũng ghi nhận rằng bọn Capsakid rất thích tắm nắng. Thời gian tắm nắng càng lâu thì cơ thể chúng càng tạo ra nhiều chất cay. Còn Capsakid nào càng cay thì những chiêu thức của nó cũng sẽ cay hơn. Tôi khá chắc cay hơn ở đây đồng nghĩa với mạnh hơn, hoặc là không. Khi tiến hóa thành Scorvillain, Pokemon này sẽ có thêm một cái đầu nữa. Cả hai cái đầu này đều sẽ bị kích thích bởi những chất cay trong não bộ, khiến cho cái đầu màu xanh trở nên điên loạn, còn cái đầu màu đỏ thì có thể phun ra những ngọn lửa cay nồng và nó sẽ khè mọi thứ xung quanh. Một khi con Pokemon này đã nổi điên thì không có gì có thể ngăn chặn được. Clough là Pokemon mai phục. Chúng thường treo ngược trên những vách đá dựng đứng để chờ đợi con mồi. Những chiếc càng của loại Pokemon này rất là khỏe, rất là khéo léo và có khả năng bám cực kỳ chặt, giúp nó bắt giữ những con mồi một cách dễ dàng. Trong chiến đấu, Clough sẽ sử dụng một bên càng của mình để giữ chặt đối thủ, trong khi dùng chiếc càng còn lại để xuyên thủng lớp phòng vệ của chúng. Khi trận chiến quá ác liệt hoặc do một số nguyên nhân nào đó, càng của Clough cũng có thể bị rụng ra, nhưng cũng không phải là điều gì quá đáng lo lắng bởi vì loài này mọc lại càng là chuyện hết sức bình thường. Những chiếc càng bị đứt rời của Clough sẽ được người dân bản địa ở vùng Paldia thu thập để nấu những món ngon. Anh em sẽ có thể dễ dàng mua được thanh Clough ở hầu hết các khu chợ để bổ sung cho món sandwich của mình. Còn các nhà hàng cũng có phục vụ món Clough al ajillo được chế biến với dầu d'olive và tỏi. Thậm chí phần dầu thừa đem ra ăn cùng với pasta còn ngon nữa là. Veluza. Cơn ác mộng cực kỳ khó chịu của những ai đang cố gắng du hành trên mặt nước, bởi vì bọn này có thể đột nhiên xuất hiện ở đâu đó và lao đến tấn công anh em như một viên đạn. Còn về ẩm thực thì con cá này quả thật được sinh ra để lấy thịt, giống như một số loài cá trước đó là Basculin và Barracuda. Nguyên nhân là do loài này có khả năng tái tạo rất mạnh mẽ cùng một phương thức săn mồi có 102 trên đời, đó là trút bỏ hết phần thịt thừa trên cơ thể để tâm trí được mài rũa, sức mạnh thể chất và tinh thần được tăng lên đáng kể, đồng thời tăng cường sự nhanh nhẹn, sau đó nó sẽ lao như điên vào con mồi. Thực chất thì đây là một chiêu thức, là độc quyền của Veluza gọi là Fillet Away, chứng tỏ không chỉ lúc săn mồi mà bất cứ khi nào được ra lệnh hoặc bất cứ khi nào chúng thích thì đều có thể chủ động tự lóc thịt chính mình. Nhưng mà cũng đừng lo lắng quá, bởi vì bên cạnh độ điên của Deadpool, Veluza cũng sở hữu năng lực phục hồi siêu việt như Deadpool. Chúng hoàn toàn có thể tái tạo cơ thể rất nhanh như chưa có gì xảy ra. Phần thịt thừa rơi vãi dĩ nhiên sẽ thành nguồn thực phẩm dồi dào cho những loài khác, trong đó có con người. Nghe đâu thịt của loài này có hương vị thanh nhẹ nhưng mà thơm ngon tuyệt hảo. Nếu gia đình nào nuôi Pokemon này thì chắc việc kiếm ăn nói chung cũng nhàn, chả bao giờ lo đói. Còn một trường hợp khác không hẳn là ăn con Pokemon, nhưng có lẽ tôi cũng nên đề cập qua. Đó là tổ của loài Wattro, thường được chúng xây trên những vách núi ven biển. Cái tổ này có kết cấu giòn tan, nổ tanh tách rất là lạ miệng và cũng đã trở thành một món ngon rất phổ biến. Trứng đó mới chỉ là những Pokemon mà đã được xác nhận là được dùng trong chế biến đồ ăn. Còn những con mà không ai nói cho anh em biết thì chịu. Ví dụ như cái thịt ba chỉ, răm bông, xúc xích dùng để kẹp bánh mì này được làm từ đâu? Phải chăng là từ Lechonk và Oinkolon? Mấy con heo này cực kỳ phổ biến ở Paldia mà, cơ thể của chúng còn tỏa ra mùi thơm nữa cơ. Đó sẽ là một bí ẩn ám ảnh mà tôi dùng để kết thúc video này. Cảm ơn anh em đã chú ý đến video cũng như là theo dõi hết nó.
Tôi sẽ hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Chúc anh em ngon miệng.